Dạ con xin chào ông bà cô chú và anh chị em đã đến với kênh Nóc Nhỏ Miền Tây. Chào đại gia đình. Hôm nay mấy vợ con mình sẽ chơi một trò chơi lớn luôn nha cả nhà. Đây là số cá Đây. cả nhà. Đây là cá mà sáng mấy anh em mình đi chợ mua đó. Mình sẽ chơi cuộc thi là tổng hội những người bắt cá. Đây là cái chài nha cả nhà. Rồi một hồi mình sẽ tới địa điểm để mình Biết làm sao? nữa, rồi mình sẽ cho cả nhà xem nha. Dạ trai, bây giờ mình phải chia ra hai đội đi. Sáng hố rồi. Giờ là chia ra hai đội là chơi xí quế nha, bài trắng bài đen, ai ra trước là ăn hồi tới người thứ ba là bắt đầu là sẽ theo người đó nha. Một hai ba rồi tay luôn đâu có út tiên ra, út tiên ra nè. Giờ tới cha với không có vợ đúng con đội mới đúng chứ, với lợi chứ. tại vì ba ba bài đen một bài trắng Thì đúng rồi, vậy út đi ra, hồi hồi ai bài trắng nữa ai bài trắng đi ra là thành một cặp vậy đâu, ai trắng được đúng rồi, được lại đi lại. Giờ nè, một hai ba rồi bây giờ là cha với vợ con là một đội nha, em ba với em út là một đội bây giờ gì cả nhà. Đó, rồi bây giờ cái chài mình chặn lại, bây giờ giá chài mình chặn, đẩy cá xuống giá chài mình sẽ chặn ngang đây ngay cả nhà, chặn ngang một khúc mương dưới đó, rồi bắt đầu mình sẽ thả cá xuống đó, rồi mình thi đội nào sẽ bắt cá được cá nhiều hơn ngay cả nhà. dạ cái này cũng hên Giờ cha mình sẽ chài để mà giăng ngang ngay cả nhà, giăng ngang sẽ bắt đó. Hai người hai bên kéo lại rồi. Bữa nay là cho vợ mình trổ tài bắt cá ngay cả nhà. Em ơi, em ơi, kéo kéo xích lại lần này nè, đúng rồi, xích lại lần này chứ để nó xa quá là mình bắt cái không gian nó rộng lắm mà nước có nhiều quá dính đất á em ơi. Nữa đi em ơi, ngang chỗ em ba đó, ngang đó được rồi đó. Mà giờ cha ơi, bây giờ con nghĩ là mình ship đôi cái chài lại đi chơi chứ để vậy nó cứ tùng nó chui vô tới trong đó luôn rồi sao. Ship đôi đi. Bây giờ là khâu công tác mình đã chuẩn bị xong nghe cả nhà, mình đã dằn chì xuống dưới xong hết rồi, mình sẽ chuẩn bị đem cá lại đây. Út ơi, đem cá lại cho anh luôn Út ơi. Đây là cá nha cả nhà, mình sẽ đổ xuống đây luôn nha. Đây là đếm cái gì? 1 2 3 mò. Khán giả đang ở dưới chờ đợi nghe cả nhà. Rồi bắt đầu anh đổ nha. Rồi. À, 3 4 5 6 7 con hả? Rồi. Rồi, lên từ mặt từ đi. nha, khoan nha, 1 2 3 bắt đầu. Nó đâu có dễ dàng như em, nó đâu có dễ dàng mà nó đỡ xuống là nó nằm yên đó đâu em. Quậy đi lên xịn đi. Cặp nào theo cặp đó đi. Cái gì vậy cha? Cái gì vậy cha? Ê mấy em coi chừng nha, ông cha ông ém đất đó. Theo ngoài đó. Giờ ba bốn con rồi đó. 7 con luôn nghe cha, đụng mới 3-4 con là đủ luôn rồi đó.
Dạ 7 con. Dạ. Dạ chưa. kiểu này con không biết hồi đây lên sẽ còn mấy con nữa. Này dựng 8 nha cả nhà, điện 8 đang xem và cổ vũ nha cả nhà. Đó, 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 đó. Ơi, coi chừng nha, coi chừng sập lưới nha. Coi chừng sập lưới nha, sập lưới là nó lọt qua bên kia đó. Lâu lâu kiểm tra dàn chì lại chơi. Đó 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 đó. Cái này căng quá cả nhà ơi, 7 con này. Kìa kìa, không cha đụng nữa kìa, không cha đụng nữa kìa. Đâu? Kìa không cha đụng nữa. Vợ ơi, vợ thấy sao vợ? Được anh ơi. Bắt cá dễ không vợ? Không. Đúng rồi em. Trò chơi này anh tạo ra nó cũng phải có cái gì đó nó khó khăn chứ Út, chứ đâu có dễ được Út. Coi chừng kìa, coi chừng ông cha ông miếm miếm môi rồi kìa. Chưa. Đúng không mà nó làm đất rồi bắt. Không, cưng quậy một hồi nó đừ nó mới chê, nó chịu là cưng bắt nó nhẹ lắm. Chứ giờ kiếm nước cạn quá thì nó mới hay. Đó đó đó. Sao Út với em ba cứ theo ông cha hoài à? Đó 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 đó. Dính chưa, dính chưa? Gì vậy cha? Hát lên bắt mới được. Dính không em? Đây là ngay cả nhà. Dì ba được con đầu tiên nha. Đó. Bao lứ, bao lứ, bao lứ. Bao lứ đâu? Dạ cha ơi. Hai cha con mình. Hay quá em ba ơi. Từ từ. Từ từ, cha vẫn còn nuôi. Ông cha vẫn còn nuôi hy vọng. Cưng để sao để nghe một khỏi nó lọt xuống là anh không tính con đó đâu đó nha. Cái gì cha? Coi chừng nha, coi chừng cái diện chài nha. Cha coi kiểm tra lại cho để mình nung cả nhà, mình nung quá cái hồ cái chì nó hở lên cái lần cá nó ra mặt bên này là coi như là xong luôn nghe cả nhà. Cha không cười được em. Ôi tôi dính rồi. Tiên tiên cá mới nổi chân mặt cưng ơi, tiên cá nó đừ đó tiên. Đó. Thôi tôi lại đây. Sao cha cứ như gan như mà Ronaldo vậy đó. Chị ba lại đường nữa cả nhà, dính lại cưng. Hey. Quá hay em ba ơi. Hay quá em ba ơi, thắt cái dây lại cưng. Đúng rồi. Ghiết xuống em ơi.
mà nó dính mà không có bắt được. Tình hình này căng quá cả nhà ơi. Đó 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 đó, ông cha có cá. Cha bữa nay cha mò cá sao không thấy gì trơn cha? Vòng vòng đó đó gì ba ơi, con cá lóc bự cái răng đó đó. Nãy nó còn gặp nó chạy ngang cha. Được coi nhanh ơi. Bự lắm. Rồi cha được con rồi. Cục cục đắt. Tới em chuyện luôn cả nhà ơi. Em lại gỡ gì ba cái nút áo cái em. Vậy đi cho em. Tiền kẹp cha kìa tiền. Đó 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 đó. Ông cha ông nhướng rồi cả nhà ơi. Được rồi, cha quậy nó lên sảnh chút xíu nữa là bắt dính đó hà. Quậy cho nó lên sảnh hả cha? Rồi mò thẳng vô luôn cha ơi, bốn người căng ngang gì bắt rồi ai bắt được con nào bắt. Căng ngang đi rồi mò đi. Đi. Để kiểu này anh nghĩ chắc họ mấy con cá này về nhà chắc được còn hai con ba con quá. Rồi em ba lại lụm nữa cả nhà ơi. Cái bao lưới em ơi, bao lưới em ơi. Rồi đưa đây quay lên anh coi coi. Đó con thứ ba rồi cả nhà. Tiên ơi, bữa nay anh thấy cưng bắt bồ không lầm nha Tiên. Còn bốn con nữa mà em. Ôi ôi, làm bạo cái gì ba? Bắt con nữa là e. Nó em vào nó bắt con nữa là là lụm nữa nghe. Sao vậy em? Anh ơi. Ừ? Em cần quyền trợ giúp. Cần trợ giúp hả? Cha ơi, con đổi quyền trợ giúp nghe cha. Trời ơi, cũng thương á. Thôi đổi lên quyền cho giúp đi để anh xuống anh phụ cha để thôi hồi thua luôn đó. Bây giờ tới anh nhò xuống thay thế chứ nãy giờ mình màu quá trời luôn, chỉ dính cái tay thôi, nó bầu qua tay chứ không có đụng. Nghe không em? Nghe em ba nói không em? Cao thủ xuống rồi kìa, mò riết đi. Con nó thắng em. 7 con hay 8 con mà con thắng chị. 7 con, em bắt được 3 con rồi. Trình thủ đi ơi. Tới anh được nha. Chết chết chết. Chỉ cần kiếm thêm con nữa là được. Được con nghe cả nhà. Nó có 1 thôi em, được 3 rồi. Mày có 1 mà. Tôi tự giá. Con xuống phải có ông mà xin không con. Trời ơi, có vụ con nghe vụ vậy chấm cá kìa trời. Con đừng tắt nó mau dành tiếng ngắn ha em. Ông nhướng lên cái là bắt đầu là hai đứa em nó chèn ông như ngô ninh luôn. Ông ngoại anh ơi, bắt xíu anh ơi. Đó, đó. Bên đó. Tạm buông lại đây không mà nước mắt à. Nước trên nó chảy xuống không ngợp. Ừ. Dính nè. Dính em ơi. Thì nó lóc nó yếu quá. Nhìn mặt con dính nữa.
vọng được. Mình còn hy vọng nha cha. Cái tao không cha. Quay lại. Trời nhảy. Rồi cha làm gì? À. Xuống, chậm đầu xuống. Vậy là mình còn có cơ hội thắng nha cha. Ủa con thấy cha đứng bẻ cây mà. Bẻ cây mà nó làm quần cho mình cha. Chào đó cha chơi gian tờ. Trời ơi. Cá mới đâu con rồi cha. Trời ơi cân bằng đi xuống. Bằng rồi. Cân bằng rồi. Còn một con nữa đó. Ừ, con nữa là thắng đó. Rồi. Rồi. Không được đâu, chạy không khỏi đâu. Con cuối cùng. Con cuối cùng. Con cơ hội thắng rồi. Hai người bên thế gì? Dạ. Đồng rồi đó em. Giờ thì mấy giờ con thả 7 con cá nhưng bắt được 6 con á nhà ơi. Còn con thì tìm hoài không thấy luôn. Im ru à. Thì chắc mình kéo dài hả cha? Đội anh với đội Mỹ không không hoài cả nhà ơi. Giờ hoài rồi. Mỗi bên bắt được 3 con, còn con thì không có đội nào bắt được hết trơn á. Chứ lại con đó nó hơi nhỏ hay sao đó. Thôi bây giờ mình dọn đi. Vậy thôi mình bỏ nó luôn đi chơi. Đâu rồi? Cái cá này. Kéo vô đi. Rồi. Vậy mình kéo chạy vô mình bắt kéo nó luôn. Rồi. Dạ. Đứng sát vô mé nha. Rác mé luôn nha. Dính rồi. Vậy là tính độ mình thắng rồi. Đưa vô lưới rồi. Rồi thắng con kéo chài mà thắng gì? Mình bắt dính vô cuối cùng là thắng rồi. Vậy là cuối cùng thì mấy anh em mình cũng bắt được đủ số cá là 7 con. Thì hôm nay mấy anh cha con mình tổ chức cuộc thi bắt cá. Cũng bắt được đủ số cá lên bờ. Nước thì cũng hơi sâu hơi cực. Hôm nay mấy cha con không có làm ẩm thực cả nhà ơi. Xin phép cả nhà khép video lại ở đây luôn. Cả nhà ơi, mà nếu như cả nhà mà thấy những cái này mà nó hay cái gì đó, mấy cả nhà muốn tem mình làm theo những cái xu hướng này hay là sao đó, cả nhà comment ở dưới giùm nha cả nhà. Dạ thì hẹn cả nhà video sau nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Này cả nhà ơi, số cá hồi nãy 7 con thả xuống nó sống, bây giờ bắt lên 7 con đủ nhưng mà nó đã chết hết rồi.